Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin giới thiệu với mọi người, em là Theo, nhân viên của hợp tác xã Dao Phước Sen. Thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu với mọi người về một cái bộ dao rất là nhỏ gọn của bên em nhé. Thì cái bộ dao này thì nó sẽ phù hợp với các anh chị mình sử dụng trong gia đình này, và ngoài ra thì mình sử dụng làm hàng đều được nhé các anh chị nhé. Đó. Thì bộ dao hôm nay em mang đến cho các anh chị thì nó sẽ gồm có một cây dao lọc nhỏ này, một cây dao chuyên thái và một cây dao để sạt gà vịt. Thì đầu tiên thì em sẽ giới thiệu với các anh chị về một cái mẫu dao bầu lọc nhé các anh chị nhé. Cây này là cái cây dao bầu lọc của bên em này. Đó. Cái chiều dài lưỡi của nó thì nó sẽ khoảng tầm 16 cm, còn độ rộng của lưỡi dao thì nó khoảng tầm 4 cm thôi các anh chị ạ. Và độ dày của sống dao thì nó sẽ khoảng 1,5 mm thôi. Cây này thì nó sẽ không quá dày đâu, nó chỉ dày khoảng 1,5 ly, thì nó rất mỏng. Thì các anh chị mình sử dụng mình lọc thịt cá này, hoặc là mình có thể mình thái nhẹ, mình thái thì nó cũng khá là êm nhá các anh chị nhá. Cây này mình thái rất là êm. Và cái dòng cán ốp này các anh chị này, dòng cán ốp thì cái thiết kế cán của nó sẽ có lượn sóng như thế này, thì các anh chị mình cầm thì nó sẽ rất là êm tay. Và nó sẽ có ba chốt bằng đồng thau. Hai cái phần lưỡi dao này thì nó sẽ ốp trực, hai cái phần cán dao này nó sẽ ốp trực tiếp vào cái phần lưỡi dao nhé các anh chị nhé. Và nó sẽ kéo dài hết cái phần lưỡi dao như thế này, phần cán dao như này. Thì mình có thể yên tâm về cái độ chắc chắn của lưỡi dao nhé các anh chị nhé. Yên tâm về cái độ chắc chắn của dao. Đây các anh chị có thể thấy là mình cầm dao nó sẽ rất là êm tay, chứ nó không bị tròn như là cái dạng cán dao kia. Đó, thì cái cây này thì bên em mã của nó là G08OCD. Thì ba cái sản phẩm hôm nay thì nó đều là dòng cán ốp các anh chị ạ. Đây là cán ốp. Còn bình thường cái dòng cán tra thì nó sẽ có một cái khâu dao ở đây. Dòng cán tra sẽ có khâu dao ở đây. Còn dòng cán ốp thì nó sẽ ốp trực tiếp vào lưỡi dao nhé các anh chị nhé. Đó. Thì tiếp theo thì em sẽ giới thiệu với các anh chị về cái mẫu dao chuyên để thái. Mẫu dao chuyên để thái, mã của nó là GT05. Đây các anh chị có thể thấy này, cái dòng cán của nó cũng là dòng cán ốp nhé. Đặc điểm của dòng cán ốp này, nó rất là lượn sóng đều này. Mình cầm rất là êm tay. Đó. Cái này thì cái chiều dài lưỡi của nó sẽ khoảng tầm 20 cm này. Độ rộng của lưỡi dao thì khoảng 4,5 đến 5 cm. Và độ dày của sống dao thì nó cũng khoảng 1,5 mm nhé các anh chị nhé. Thì với cây này thì mình sẽ chuyên dùng để mình thái thịt này, thái thịt hoặc thái rau củ quả. Rất là tiện luôn. Đó, cây này thì nó sẽ được thiết kế cái đầu của nó hơi nhọn một chút này các anh chị này. Đầu hơi nhọn một chút thì khi mà các anh chị mình sử dụng ấy, thì mình có thể tiện tay thì mình có thể khoét được thức ăn luôn này. Đó, mình khoét rau củ quả nó rất là tiện. Đấy, đây là cái mã của nó GT05 nhé các anh chị nhé. Một cái mẫu dao thái rất là nhỏ gọn. Đó. Và cuối cùng là một cái mẫu dao chặt. Một cái mẫu dao chặt gà các anh chị nhé. Một mẫu dao chặt gà vịt. Đấy các anh chị có thể thấy là cái kiểu dáng này của nó. Dao chặt gà rất là nhỏ gọn. Thì nhiều anh chị có thể là mình mới nhìn lần đầu ấy, mình chưa trải nghiệm qua sản phẩm, thì có thể là mình thấy cái cây này thì nó khá là nhỏ, không biết là mình có chặt được gà vịt hay không. Thì cây này thì bên em thiết kế chuyên để chặt gà vịt nhé các anh chị nhé. Chiều dài lưỡi của nó thì khoảng 20 cm thôi. Độ rộng của lưỡi dao thì nó sẽ khoảng tầm 7 cm. Còn độ dày của sống dao thì nó sẽ khoảng tầm 3,5 mm nhé các anh chị nhé. Đó. Cây này thì nó sẽ nặng khoảng tầm 500 đến 550 g. Thì mình cầm nó rất là nhỏ nhẹ, rất là êm tay. Thì rất là phù hợp với các anh chị mà tay mình nhỏ này, hoặc là các chị mình sử dụng trong gia đình ấy, mình cũng hay nấu ăn ấy, mình sử dụng cái mẫu này rất là tiện. Một cái mẫu dao chặt thái, chặt gà và có thể thái được. Thì cái cây này nó cũng là một cái kiểu dao rất là mới lạ nhé các anh chị nhé. Kiểu dao rất là mới lạ và đa năng. Cây này cũng khá là đa năng, mình có thể mình thái được luôn, hoặc là mình chặt gà vịt và sườn nhỏ rất là ok. Đó. Thì đây là bộ ba dao rất là nhỏ gọn của bên em. Thì sẽ phù hợp với các anh chị nào mình hay sử dụng trong gia đình này, hoặc là mình làm hàng cũng đều ổn nhé các anh chị nhé. Thì nếu như mà các anh chị mình yêu thích cái bộ này thì các anh chị có thể để lại bình luận ở bên dưới, thì em sẽ liên hệ lại tư vấn cho các anh chị thêm. Hoặc là ngoài ra thì các anh chị có thể tham khảo thêm các sản phẩm khác của bên em qua website là daophucsen.vn hoặc htxdaophucsen.com nhé. Bây giờ thì em xin phép kết thúc với video này ở đây. Cảm ơn các anh chị đã luôn theo dõi và ủng hộ cho bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video sau nhé. Xin chào.